kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím UV tại các tỉnh thành phố trên cả 3 miền của nước ta ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, như quý vị nhìn thấy ở trên màn hình. Sau đó, để bảo vệ mình tốt nhất khi ra ngoài trời, quý vị nên tránh tiếp xúc với nắng quá 15 phút lúc 12 giờ trưa, mặc quần áo bảo hộ, dùng mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, đeo kính râm để bảo vệ mắt cũng như là sử dụng kem chống nắng loại tốt. Chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Dự báo sang đến ngày mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến ở mức là 34-35 độ. Các khu vực khác trời vẫn nắng nóng cho đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ là 36-38 độ, có nơi cao hơn. Theo dự báo của các chuyên gia, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 3-4 tháng 7. Khu vực Trung Bộ không chỉ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mà còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn nên trong 24 giờ tới, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Quý vị cần đề phòng khả năng chập nổ ở khu dân cư đông đúc và khả năng cháy rừng có thể xảy ra. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, nắng nóng bớt gay gắt hơn, nhiệt độ trong khoảng là 33-36 độ, chiều tối có mưa rào cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam đơn thuần và hoạt động với cường độ trung bình. Do vậy mà tiết trời nắng ráo vào buổi trưa đến chiều, mưa rông xuất hiện vào chiều tối. Trong cơn rông, bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 30-33 độ, còn Nam Bộ là từ 31-35 độ. Trên biển, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5, biển không động. Lưu ý là ở quần đảo Trường Sa, về chiều tối có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Trong cơn dông, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Thông tin trên đã kết thúc bản tin chung của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rải rác, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-37 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-37 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-37 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-37 độ.
tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,9 đến 1,1 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,9 đến 2,1 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1 đến 1,2 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,3 đến 1,5 m.